Chào tất cả anh em nha. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả anh em có một ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Riêng những anh em nào mà làm gì ngày mai bạn thì mua bán thật là suôn sẻ. Thì như đã hứa ngày hôm qua là ngày 27 tháng 8 các bạn. Thì mình có hứa là ngày hôm nay là ngày 28 tháng 8 mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem một gốc mai khủng. Gốc mai này thì nó nằm trong series 126 gốc mai khủng ở miền Tây. Nếu anh em nào mà đam mê về hoa kiển nói chung và cái nghệ thuật chị cây mai vàng nói riêng thì anh em hãy đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Thì không mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dẫn các bạn về huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang để xem gốc mai khủng này là như thế nào nha các bạn. Mời các bạn cùng đi với mình. Dạ, trước mắt anh em là gốc mai khá lớn các bạn. Cái tàn các bạn, tàn nó qua cái trụ điện các bạn. Để mình thổi hết xem qua lầu cho bạn xem. Đây bạn. Đầu tiên để mình quay cái tàn trước cho bạn xem các bạn. Đầu mình mới vô cái đế đó mình xem. Cái đế thì mình rất là đẹp các bạn. Thấy cái hàng khủng không các bạn? Rất là rộng. Ghế này khá bự các bạn, lấy cái bàn tay mình đưa vô mình xem thử coi nó bự hơn cái bàn tay mình đó các bạn. Bộ đế quá khủng khiếp luôn. Anh em nào mà thấy gốc mai nào có bộ đế khủng hơn gốc mai này hoặc có gốc mai nào đẹp hơn thì anh em chia sẻ với mình qua phần bình luận bên dưới nha bạn, để mình có thể chia sẻ cho nhiều anh em cùng đam mê, cùng sở thích để người ta xem tham khảo các bạn ơi. Anh em nào xem nãy giờ mà chưa có để lại một like và một đăng ký, nhớ để lại cho mình một like một đăng ký nha bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.
cố gắng ra thật xa bạn để quay hết cái tạng này, chứ mình đứng gần không thể nào quay hết cái tạng được bạn. Tại tạng rất là bự bạn ơi, bạn thấy cái lằn dây điện mà nó qua hơn một khúc các bạn. Bây giờ mình sẽ vô lại lần nữa cho bạn xem lại bộ đế này. Mình thì mình càng thấy ghiền luôn, quá là tuyệt vời, cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm một gốc mai nữa đang giao bán các bạn ơi. Anh em nào mà thích thì cứ liên hệ với mình. Bạn xem từ từ chi tiết nè, mà để mình quay cho các bạn xem. Bạn nào cảm thấy thích ưng ý thì bạn cứ liên hệ với mình. Anh em nào mà có những gốc mai nào muốn giao bán á, cứ liên hệ mình giao bán giùm cho anh em. Nói chung là nhiều khi anh em điện cho mình mà mình không bắt máy được, anh em cũng thông cảm, tại vì mỗi ngày có nhiều người điện lắm mọi người. Mình đôi khi mình cũng đi làm nữa, đi làm suốt à, rồi cái mình không có thời gian mình trả lời các bạn cũng thông cảm. Mấy bạn cứ gửi cái tin nhắn qua Zalo mình đi, còn ai mà biết thông số về gốc mai này các bạn gửi qua Zalo, nhắn tin Zalo mình gửi thông số chi tiết cho bạn. Từ gốc, thân, cành, hoành, chu vi tàn, bán kính tàn, rễ, tất cả mình đều đo hết bạn ơi. Thông số là chính xác 100%. Đôi khi nó xê xích với nhau khoảng nhỏ thôi bạn ơi, chứ không có nhiều nữa. Em mua gốc mài này anh em yên tâm nha bạn, xác lộ luôn, không vận chuyển rất là dễ. Giá thì cực kỳ mềm anh em ơi, cứ liên hệ mình sớm đi để được biết giá tốt. Còn anh em mà thật sự đam mê thì hãy điện cho mình nha bạn. Nhiều khi anh em điện hỏi mình nói gốc mai hoành như vậy á, cái anh em nói gốc nó nhỏ quá sao hoành. Thật sự là mình đo hết tên rồi bạn ơi, thông số chính xác hoàn toàn. Nếu mà anh em đến với mình mà đo những thông số đó không chính xác, mình trả tiền xe cho anh em đi về.
Rồi, chào tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người.